người ta nói đến giày tây người ta nói đến đồ da là người ta nói đến một thú chơi của những người am hiểu cũng như là sành sỏi nhưng trong những cái loại da mà đắt đỏ nhất thì chúng ta không thể không kể đến một loại da cực kỳ đặc biệt đến từ một loài bò sát chứ danh cá sấu và hôm nay chúng ta sẽ đi review một đôi santoni cá sấu. Khi nói đến da cá sấu là ta đã nói đến những món đồ hàng hiệu, những món đồ luxury. Để các bạn dễ so sánh thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ trước đây khi mà đã review những đôi giày của Hermes. Thì một đôi loafer của Hermes bình thường các bạn sẽ có cái giá đâu đó khoảng hai uh, 2-30 triệu nhưng nếu đó là một đôi Hermes da cá sấu thì giá trị của nó lên tới 200 triệu, có nghĩa rằng nó sẽ gấp từ 8 đến 10 lần. Và tôi cũng là một người chơi giày Santoni thì một cái đôi giày tôi mua lại của anh em nó sẽ rơi về tầm khoảng từ 15 đến 20 triệu, hoặc nếu các bạn mua nguyên giá thì nó sẽ có giá khoảng 20 đến 25 triệu và đôi giày Oxford Cato cá sấu alligator này thì các bạn thử đoán xem giá thành của nó khi xuất xưởng on web nó là bao nhiêu tiền cái giá mà bạn phải trả cho một đôi giày cá sấu đến từ thương hiệu Santoni này trên web bạn sẽ phải trả với cái giá 3.800 bảng và đôi này đã được discount xuống còn 3.200 bảng và 3.200 bảng nhân với tỷ giá thì các bạn sẽ ra một con số khoảng 103 triệu đồng. Vậy tại sao những cái da cá sấu này nó lại đắt đỏ đến như vậy? Thì chúng ta sẽ đi tìm ừ. hiểu nhé. Đầu tiên khi chúng ta nhìn lên một đôi giày da cá sấu với rất nhiều vân như thế này. Chúng ta sẽ luôn nhìn thấy những sự đối xứng trên hai chiếc giày. Ví dụ phần bụng giày ở bên này các bạn sẽ nhìn thấy phần vân rất là nhỏ nó phần này sẽ là phần hàm hoặc là phần hoặc là phần uh, cạnh bên này cũng vậy cũng phải có một loạt vân nhỏ như thế này ở phần mũi dày các bạn sẽ nhìn thấy có một đường thẳng chạy từ phần mũi đến phần cáp thâu sau đó chạy lên đến tận họng dày và tương tự như ở bên này các bạn cũng sẽ nhìn thấy một cái vân y hệt vậy để bạn làm được một đôi giày da cá sấu thì bạn phải chọn được ít nhất hai con cá sấu giống nhau về vân và rất là khó để bạn có thể tìm được những cái con da nó giống nhau về mặt vân rồi đối xứng về vân ở giữa như thế này và vì vậy cái việc nguyên liệu đầu vào của những đôi giày này đã là rất đắt đỏ và rất khó kiếm chưa kể đến việc cá sấu khi các bạn xuất khẩu hoặc các bạn sản xuất những cái sản phẩm như thế này để xuất khẩu sang nhiều nước khác nhau thì cá sấu của bạn phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Và vì vậy, những con cá sấu phải có tem đuôi, phải có chứng nhận CITES mới đạt tiêu chuẩn để làm những đôi giày mang thương hiệu tầm cỡ quốc tế như thế này. Còn ở Việt Nam thì chúng ta rất dễ dàng trong việc là mua những con cá sấu ở những trại nuôi uh, nội địa Sau đó các bạn có thể đưa lên giày Và các bạn có thể là Đi và mua luôn những đôi giày thành phẩm Nhưng để xuất khẩu được những đôi giày Như thế này thì đương nhiên những con cá sấu Bạn làm phải có C-test Còn C-test như thế nào Các bạn có thể google giúp mình nhé Và để chứng nhận Được một con cá sấu có Nguồn gốc xuất xứ Nuôi nhốt và chăn nuôi Theo uh, quy chuẩn thì đó không phải là một điều dễ dàng và nó tốn rất rất nhiều tiền da cá sấu là một loại da đặc biệt nó có độ giãn và độ co giãn rất là kém chính vì vậy những đôi giày da cá sấu hoặc những món đồ làm từ da cá sấu có độ bền rất cao bởi vì nó không giãn nhiều và đó cũng là một cái sự khó khăn làm cho cái đôi giày này nó càng thêm giá trị bởi vì khi mà chúng ta các bạn biết là khi mà chúng ta làm giày thì chúng ta phải gò form của những đôi giày này và những cái phần gót những cái phần bụng này để gò thì chúng ta sẽ phải kéo kéo từng tí từng tí một để chúng ta gò vào form và da cá sấu thì như các bạn biết nếu mà chúng ta không biết làm không biết kéo đúng chiều thì nó giống như là cái que tre nếu mà chúng ta uốn thẳng thì nó rất dễ uốn nhưng mà chúng ta bẻ ngang hoặc là chúng ta làm những cái tác động ở những cái chiều khác nó sẽ cực kỳ khó thì da cá sấu cũng như vậy nếu mà các bạn kéo thẳng thì nó sẽ chẳng có chạy đi đâu cả nó sẽ không giãn nhưng nếu các bạn kéo ngang hoặc các bạn biết cái cách kéo thì nó mới có thể giãn được vì vậy gò những đôi giày da cá sấu này cực kỳ khó chưa nói đến việc thêm một điều nữa rằng khi các bạn làm những uh, món đồ thủ công từ da cá thì các bạn phải lạng ra bởi vì khi nhà sản xuất sản xuất ra một miếng da thì nó sẽ có độ dày đâu đó khoảng từ 1,82 đến 3 mm tùy vào độ tuổi của con cá và khi mà chúng ta muốn làm một đôi giày tinh xảo như này thì chúng ta phải lạng nó xuống một cái độ mỏng nhất định ví dụ khoảng 1 mm và đó cũng chính là nơi chúng ta sẽ gặp lỗi bởi vì ở trên da cá sấu nó không bằng phẳng như da bò, da bê Nó là một tấm lớn Mà da cá sấu của chúng ta sẽ được hình thành từ rất nhiều lớp vẩy Mỗi một cái ô này là một cái vẩy Và khi chúng ta lạng da Tức là chúng ta làm mỏng những cái miếng da này Thì rất dễ chúng ta sẽ lạng và thủng Từ những cái khe này đấy, Từ những cái khe vẩy này Và cái việc mà lạng mỏng những cái miếng da cá sấu đắt đỏ như này cũng là một thử thách và nó rất dễ gây ra lỗi và khi đã lỗi trên một miếng da cá sấu này thì buộc bạn phải bỏ không thể làm tiếp tục và cái lý do đó cũng làm cho những cái miếng da cá sấu này khi mà lên thành phẩm nó vô cùng đắt và đấy là lý do tại sao mà những món đồ da cá sấu này khi mà on web nó có một cái giá mà thực sự là chóng mặt và bạn không phải người nào cũng có khả năng mua được những món đồ từ da cá sấu. Hiểu về da cá sấu, chơi da cá sấu, biết phối đồ với da cá sấu, sở hữu được một món đồ da cá sấu là một kỳ công. Nhưng việc chăm sóc những món đồ da cá sấu này cũng không hề đơn giản một chút nào. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cấu trúc da của những Món đồ da cá sấu này khác hoàn toàn với da bò da bê. Chăm sóc những món đồ da cá sấu này phải lựa chọn những sản phẩm phù hợp với da cá sấu. Bởi vì khi mà chúng ta dưỡng những cái món đồ da cá sấu này, chúng ta không thể sử dụng những cái loại dưỡng cho da bò da bê được bởi vì nó có một cái hệ sinh thái ở bên trong da này, có một cái cấu trúc protein ở trong những cái sợi da này hoàn toàn khác với sợi da bò da bê. Bởi vì nó là bò sát, còn da bò da bê nó là động vật bốn chân nó hoàn toàn khác vì vậy những cái loại dưỡng dành cho những cái con bò sát này cũng sẽ khác với những loại dưỡng bình thường đó và để chăm sóc những món này món đồ này thì chúng ta cần am hiểu rất là kỹ về màu sắc cũng như là về độ bài dão cũng như là những cái loại sản phẩm dưỡng và uh, bảo quản những món đồ da cá sấu này đấy là lý do tại sao mà những món đồ da cá sấu đến từ tất cả mọi nhà từ làm giày cho đến làm túi, làm áo từ Gucci, LV cho đến Hermes và thậm chí là Santoni, một cái nhà làm giày cực kỳ lâu năm không có sản xuất những cái sản phẩm à, phụ kiện thì họ cũng có một cái giá thành vô cùng vô cùng đắt. Nếu những cái người ở Việt Nam chúng ta mua được một món đồ da cá sấu với cái giá cực kỳ rẻ, rẻ như da bò da bê thì bạn hãy cẩn thận bởi vì có thể những món đồ da cá sấu của bạn được làm từ những con cá sấu chết từ những sản phẩm thải loại mà chúng ta không hề biết và chúng ta cứ nghĩ rằng nó là những cái sản phẩm thành phẩm bình thường ví dụ như những sản phẩm đầu da cá sấu rồi lưng da cá sấu rồi các loại sản phẩm dây da cá sấu gồ rất là nhiều các cái gai nhưng ở trên thế giới những cái phần như vậy họ không đưa vào làm những sản phẩm tinh xảo như thế này